Giữa làn sóng phim kinh dị châu Á gây bão rạp Việt thời gian qua, Trốn Tìm Với Quỷ, một đại diện đến từ Hollywood đã được ra mắt với phong cách tàn bạo, quỷ ám đầy đặc trưng của phim kinh dị phương Tây. Phim lấy cảm hứng từ những trò chơi kinh điển của trẻ con như Trốn Tìm, Đèn Pin Đuổi Bắt với màu sắc kinh dị với những lời nguyền chết chóc, được nhào nặn bởi bộ đôi đạo diễn đồng biên kịch Iren Celeboglu và Ari Costa. Trốn Tìm Với Quỷ xoay quanh một nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn Salem khi vô tình nhặt một vật dụng bị nguyền rủa. Từ đây, chuỗi sự kiện diễn ra đã vô tình giải phóng một thực thể phù thủy tà ác với âm mưu quỷ quyệt. Mỗi người trong nhóm sau khi đọc câu lệnh cấm sẽ lần lượt bị quỷ chiếm xác và buộc các thành viên còn lại phải tham gia vào những trò chơi kinh hoàng với quy luật không có người chiến thắng, chỉ có kẻ sống sót. Phim mang một bầu không khí căng thẳng tột độ cho khán giả khi dõi theo từng bước chân của nhân vật trong cuộc trốn tìm kinh hoàng. Bên cạnh những câu chuyện bí ẩn và hồi hộp là sự quy tụ của dàn sao hàng đầu Hollywood như Asa Butterfield từng góp mặt trong Sex Education cùng với nữ diễn viên Natalia Dyer của series đình đám Stranger Things. Tham gia cùng dàn diễn viên chính còn có Lauren Marsden, người từng xuất hiện trong Miss Marvel, và các diễn viên khác bao gồm Kate David, Annabeth Kiss và Benjamin Evan Ainsworth. Với sự góp mặt của dàn diễn viên bảo chứng và chất lượng phim đến từ thương hiệu Hollywood, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tim đập chân run cho khán giả khi dõi theo cuộc trốn tìm gay cấn trên màn ảnh rộng. Trốn Tìm Với Quỷ dự kiến khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 1 năm 2024.